Đây không phải là Hồ Xuân Hương. Câu trả lời của bạn hôm trước mà mình đã hỏi là nhân vật nữ ở trên bức tranh quần tiên trúc thọ này, thì bạn trả lời là Hồ Xuân Hương thì hoàn toàn không chính xác. Bởi vì trong cái tích tranh mà quần tiên trúc thọ này thì hoàn toàn nó là một cái nét văn hóa của bên Trung Quốc là cái thứ nhất, và cái thứ hai là nét văn hóa của đạo giáo có xâm nhập vào trong Việt Nam. Và trong cái nét này thì cái người mà phụ nữ đứng ở bên đây đang chèo một cái con thuyền mà có những quả đào ở trên đây, đây chính là ma cô tiên nữ. Và trong cái văn hóa dân gian thì cô tiên nữ này có cái họ là họ ma, chứ không phải là con ma, là con ma nữ nhá. Cô ấy là người có cái họ tên là ma này. Và cái thứ hai ấy là cái cô tiên nữ này được mệnh danh là 3 lần nhìn thấy cái biển Đông nó cạn rồi lại đầy. Và trong truyền thuyết thì những lần mà biển Đông mà cạn rồi lại đầy như thế nó có thể mất đến hàng triệu năm. Cho nên ấy là người ta coi cái hình tượng của cái người tiên nữ này là một cái vị thọ tiên, bởi vì cái sự sống của cô ấy rất là lâu và rất là dài khi mà đã nhìn thấy 3 lần. Và đây chính là một cái hình tượng của một người phụ nữ được coi như là một cái vị nữ thọ tiên. Thì cái hình tượng của bà đứng ở đây để mang đến một cái hình ảnh chúc phúc cũng như là chúc thọ cho cái ông thọ ở bên kia, và đầy đủ hơn trong một cái bộ tranh là quần tiên chúc thọ.